yêu thương, biết ơn những thứ giản đơn, dẫn ra cuộc đời yes. With love. Khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn, thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn. Tôi từng hay nghĩ những thứ ở trên đời này là điều hiển nhiên chỉ để nhìn thấy. Như cô lao công, anh sẽ ôm, ngày đêm làm việc hăng say, bởi vì công việc họ là vậy. Nhưng khi ra đời thì tôi mới thấy, để ta được như ngày hôm nay là góp sức từ những điều ấy. Lúc xưa nhìn mẹ bà tôi hỏi, đến khi nào thì con mới lớn, thì giờ đây tôi có thể tự trả lời. Là khi ta biết yêu người, biết ơn những thứ trên đời, dẫn ra cuộc đời yes. With love. Là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn, thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn. Thức giấc hôm nay tôi dậy sớm hơn để phụ ba mẹ một bữa sáng, vì tôi biết hôm nay ba phải công tác vội vàng. Ôm ba mẹ trước khi đến trường, giúp một bà lão đi qua đường, chợt bỗng thấy trong tôi ngập tràn yêu thương. Cứ mỗi ngày trôi qua tôi thấy, để ta được như ngày hôm nay là góp sức từ những điều nhỏ nhoi. Nhớ xưa nhìn mẹ bà tôi hỏi, đến khi nào thì con mới lớn, thì giờ đây tôi có thể tự trả lời. Là khi ta biết yêu người, biết ơn những thứ trên đời, dẫn ra cuộc đời yes. With love. Là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn, thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn. Yeah. Dạ, buổi sáng hôm nay từ một mình tới trường, đến lớp hăng say cùng bạn bè mến thương. Nào toán lý hóa, nào là văn sử địa, dù cho bài tập khó nhất mình cũng vượt qua được. Thương cô thương thầy, bao công sức từng ngày, thương bao nhiêu người đã có mặt ở nơi đây. Ta biết ơn cuộc đời đã cho ta hôm nay, thì gian nan có tới mình cũng sẽ vượt qua ngay. Bởi hạnh phúc chẳng ở đâu xa, là biết ơn những thứ của anh ta, dẫn dắt cuộc đời yes. Mình cũng lớn, cùng liệt quyết lo.